Một chiếc điện thoại được rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, những anh em 9X thời năm 2010 biết đến, đó là chiếc Nokia C300 hay còn có tên gọi khác đó là chiếc Nokia C3 Wi-Fi. Đấy, như anh em có thể thấy ở đây, hôm nay mình về được một hộp duy nhất bản C3 Wi-Fi màu xanh dương. Màu này thì cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm hàng nguyên hộp anh em nhé. Chiếc này của mình là hàng zin nguyên bản, nguyên hộp và mới 100% chưa qua sử dụng. Anh em có thể thấy ở đây là còn nguyên siêu mặt trước, nguyên siêu camera. Và chiếc này ấy, nên màu này là màu cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm hàng nguyên hộp nha anh em nhé. Màu này nó gọi là màu xanh dương này, màu xanh nước biển này, màu xanh than này, hoặc là gọi là màu xanh cửu long này. Cái màu này nó rất nhiều tên gọi. Và màu này ra ngoài ban ngày, ra ngoài ngoài trời ấy thì phải gọi là cực kỳ đẹp anh em nhé. Thiết kế con này cũng rất là đẹp. Màn hình kính cong 2,5D, kính cong rất là đẹp anh nhé. Ok, thì con này của mình là đến từ thị trường Đức và bàn phím QWERTY. Con này ngày xưa Nokia sản xuất ấy, Nokia nó ra mắt ấy thì nó hướng đến giới đối tượng là giới trẻ, nên là nó sẽ có bàn phím đầy đủ và có tính năng Wi-Fi. Chiếc này của mình là đến từ thị trường Đức nên là bàn phím của nó, anh em thể để ý là bàn phím của con này là bàn phím QWERTY, nhưng mà nó không phải là QWERTY mà nó gọi là QWERTY-Z. Anh em cứ gọi chung là bàn phím đầy đủ hoặc là bàn phím QWERTY, nhưng chính xác là bàn phím của những cái chiếc máy bàn phím đầy đủ thị trường Đức ấy nó gọi là bàn phím QWERTY-Z. Bởi vì sao? Bởi vì phím Z và phím Y nó đổi vị trí cho nhau. Đấy, anh em có thể thấy là phím Z và phím Y này đổi vị trí cho nhau thì nó gọi là bàn phím QWERTY-Z. Bàn phím như này chỉ có thị trường Đức, đặc trưng của thị trường Đức hoặc là một số cái nước châu Âu lân cận thì nó mới có cái kiểu bàn phím như này. Đấy, nói cho một số anh em không biết mà nếu mà có thắc mắc, hoặc một số anh em rất là không biết nhưng mà rất hay tỏ ra nguy hiểm. Nhiều khi ở trên này có một vài người thôi chứ mình không nói số đông, hay hỏi là ví dụ như là con này vì sao nó lại màu xanh nước biển như này mà sao ngoài hộp nó lại là màu vàng. Đấy, thì đơn giản thôi, tại vì là ngày xưa Nokia trừ những bản đặc biệt như bản màu gold, trừ bản màu gold nhé, bản đặc biệt ra thì đa số là màu gì thì anh em phải xem ở email, chứ anh em không thể căn cứ ở màu ở ngoài đây mà anh em biết được cái màu ở trong máy là như nào. Ví dụ như là màu đen thì nó ghi ngoài hộp nó màu vàng như này, nhưng mà nó ghi đây là bản black chẳng hạn. Nhưng con này là bản O2, nhà mạng O2 của Germany này, màu slate gray gì đấy này. Đấy, eBay con này là 14661 này, made in Romania này. Con này là nó sản xuất tại Romani, made in Romania đấy, và nó xuất thị trường Đức, Germany. Ok, thì sau đây mình sẽ mở hộp nhanh cho anh em xem bên trong máy và cái phụ kiện nó như thế nào. Ok anh em, thì bên trong máy thì ở đây là mở ra thì trước mặt là nó sẽ có chiếc máy ở đây. Máy nó sẽ nằm ở vị trí này. Thì mình đã lấy ra đây rồi. Ok, thì ở bên dưới thì có các cái phụ kiện như là một cục sạc, một củ pin zin này, một viên pin zin này. Pin này là pin BL5G anh em nhé. Pin zin thì nó sẽ tem nó sẽ xanh và nó sẽ chuẩn chỉ luôn. Ok. Những cục pin lô ấy thường thường là cái chỗ những cái chữ màu đen này này, 5MV3, cái ký hiệu viên pin này thì nó sẽ không được đều nét và nó sẽ không chuẩn như này, tem nó sẽ không xanh như này. Ok anh em. Tiếp nữa là một cục củ sạc zin liền dây. Rất là chuẩn nhá. Logo Nokia rất là sắc nét và chuẩn chỉ anh em nhá. Cục sạc zin nó phải sắc nét như này. Ok. Tiếp nữa là một chiếc tai nghe zin. Cái dòng tai nghe phổ thông này là rất là quen thuộc với những anh em dùng Nokia ngày xưa rồi. Ok. Tiếp nữa là một sợi cáp USB logo Nokia. Bên dưới thì nó có sổ sách, một quyển sổ của OV. Ok, và một quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Tháo lắp nắp lưng hoặc dùng như nào thì nó đã có hướng dẫn hết ở đây. Thị trường châu Âu nên là sổ sách châu Âu, tiếng châu Âu. Bên trong máy ấy, thì nó sẽ có một cái thẻ nhớ 2GB nữa. Ở trong cái khe thẻ nhớ nó sẽ có một cái phụ kiện là một cái thẻ nhớ 2GB nữa, mình không lấy ra ở đây. Nhưng anh em thể thấy là máy zin nguyên bản và nó phải sắc nét chuẩn chỉ 100% nhá. Ở trên thị trường ấy thì bây giờ những cái chiếc Nokia C3 Wi-Fi này hàng dựng rất là nhiều nhá anh em nhá. Và con này thì mình cam kết là zin chuẩn 100%, không zin không chuẩn, cam kết tặng 100 triệu một máy cho anh em yên tâm sử dụng như sưu tầm. Đấy. Và chiếc này của mình ấy thì bản màu xanh dương này rất là đẹp anh em nhé. Anh nào mà cần sưu tầm thì liên hệ sớm trước khi bán. Mình chỉ về đúng một hộp duy nhất thôi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip.